Bicho. Một vài thống kê cho thấy, số người nghe thấy tiếng nói trong đầu khi ở một mình không hề ít, chiếm đến khoảng 4% dân số thế giới. Vậy chính xác hiện tượng kỳ lạ này là thế nào và tiếng nói văng vẳng bên tai ấy bắt nguồn từ đâu? Theo các chuyên gia, đây được coi là một căn bệnh tâm thần hay còn gọi là ảo giác thính giác. Cụ thể hơn, những bệnh nhân gặp phải hội chứng này thường nghe thấy tiếng nói lạ văng vẳng bên tai, trong đầu dù khi đó họ đang ở một mình hay không có bất cứ ai nói ở bên cạnh. Tuy nhiên, theo nghiên cứu của các nhà khoa học Hà Lan, nhiều người khỏe mạnh cũng gặp phải trường hợp này. Theo thường lệ, loại ảo giác này hay đi kèm với các rối loạn tâm thần và chúng có thể là triệu chứng của bệnh tâm thần phân liệt, rối loạn lưỡng cực hay suy nhược cơ thể. Có một cách giải thích khác lại cho rằng tiếng nói trong tâm của một người bằng cách nào đó có thể trở nên to hơn, dần biến thành một giọng nói vang vọng trong đầu. Cách này sẽ giải thích lý do tại sao không hề có một loại sóng âm nào tác động mà con người vẫn cảm nhận được tiếng nói. Tuy nhiên, cách giải thích này lại không trả lời được trong các trường hợp mà giọng nói xuất phát từ một người hoàn toàn khác lạ. Nhiều nhà tâm lý học đã đưa ra giả thuyết rằng có lẽ chúng ta phải nghĩ xa hơn, bỏ qua âm thanh và nguyên lý nghe của con người mà cần tập trung vào khái niệm giao tiếp. Một người từng gặp ảo giác thính giác đã chia sẻ: "Rất khó để có thể miêu tả làm sao tôi nghe được giọng nói đó, nhưng các từ ngữ và cảm xúc tôi nhận được đều rất rõ ràng, mạch lạc và khó có thể nhầm lẫn được. Chúng thậm chí còn rõ hơn cả những tiếng nói bình thường." Một lý do khác để loại bỏ yếu tố âm thanh vật lý là bởi vì những tiếng nói cũng có thể xảy ra ở những người điếc bẩm sinh. Joe Atkinson, một nhà nghiên cứu ở London, đã thực hiện nhiều nghiên cứu quan trọng liên quan đến trường phái ngữ âm của đa số bác sĩ về hiện tượng này. Cô đã tìm ra rằng người điếc bẩm sinh có thể đôi khi nhìn thấy những hình ảnh thị giác mơ hồ giống như đang có người giao tiếp bằng ngôn ngữ ký hiệu hay nói bằng môi với họ. Có lúc họ còn nhìn thấy chữ. Trong thế giới của người điếc thì đây cũng có thể coi là tiếng nói trong đầu. Nhưng nhiều chuyên gia lại nghi ngờ và đặt câu hỏi, vậy tại sao lại là giao tiếp? Điều kiện của một cuộc đàm thoại là có người nói và người nghe, hiểu. Tuy nhiên, khái niệm này không chỉ bao gồm những tiếng động được phát ra mà còn cả mục đích giao tiếp. Liên kết điều này với những tiếng vọng, phải nhấn mạnh là thứ người bệnh nghe được là một phát ngôn chứ không phải một câu nói bất kỳ. Phải chăng đây là có một chủ thể khác đằng sau giọng nói và tiếng nói cất lên hoàn toàn có mục đích? Trên thực tế, khi nghe thấy một giọng nói, con người sẽ ngay lập tức tìm cách để hiểu chúng. Đây chính là quá trình tự giải thích mà chúng ta thường sử dụng để tìm ra người nói đằng sau các tiếng vọng. Để làm điều này, người nghe phải xem xét mục đích giao tiếp của câu nói tại thời điểm nghe được. Chính vì thế mà giống như mục đích giao tiếp, một chủ thể của tiếng nói này luôn tồn tại. Ví dụ như khi một người nghe thấy trong đầu tiếng nói, cô là kẻ thua cuộc. Nếu câu nói không có liên quan gì đến hoàn cảnh hay tình huống thực tế thì nó không phải là một câu nói và sẽ không để lại ấn tượng gì. Điều này cho thấy rằng người nghe có thể đã tạo ra một người nói cũng như ý định giao tiếp của giọng nói. Và với cách tiếp cận này, trải nghiệm nghe thấy tiếng nói ở đây được coi là một cuộc trò chuyện hơn là cảm giác về mặt thính giác. Và theo đó, giọng nói trong đầu luôn phải đến từ một chủ thể khác, với một mục đích giao tiếp cụ thể. Điều này chỉ ra rằng các nhà tâm lý học cần phải có một cách tiếp cận khác trong việc chữa trị căn bệnh ảo giác thính giác này. Trái ngược với nỗ lực làm cho những âm thanh này biến mất, việc các nhà tâm lý học cần làm đó là thay đổi mối quan hệ của người nghe với chủ thể của giọng nói. Bắt nguồn từ quan niệm này mà hai phương pháp tiếp cận mới đã được đưa ra. Phương pháp đầu tiên là đối thoại bằng giọng nói. Bác sĩ tâm lý có thể khuyến khích người bệnh lặp lại những gì giọng nói phát ra nhằm tìm cách giao tiếp với giọng nói đó. Một phương pháp khác là phương pháp đại diện. Các bác sĩ tâm lý sẽ khuyến khích người nghe tạo ra một hình ảnh đại diện của chủ thể giọng nói, từ đó giao tiếp với nó như với một con người thực sự. Cả hai cách này đang cho thấy nhiều kết quả hứa hẹn. Cuối cùng, theo các chuyên gia, không chỉ có những người bệnh tâm thần mới trải nghiệm hiện tượng kỳ lạ này. Nghiên cứu đã cho thấy bất kỳ ai cũng có thể nghe thấy những tiếng vọng, đặc biệt là khi bị stress. Vì vậy, đừng hoảng loạn khi gặp phải trường hợp này bạn nhé, bởi nó có thể là một tín hiệu thông báo rằng cơ thể bạn đang trong trạng thái vô cùng mệt mỏi và cần thời gian nghỉ ngơi thôi.
ai cũng biết băng trôi thường xuất hiện với màu trắng hoặc xanh lam trên mặt biển. Vậy nên vào đầu thế kỷ 20, các nhà thám hiểm đã rất bất ngờ khi phát hiện những tảng băng có màu xanh lục, xanh lá cây tại Nam Cực, một trong những vùng đất vẫn còn bí ẩn với loài người thời đó. Những tảng băng màu sắc đặc biệt này là thứ đã thu hút rất nhiều du khách và giới khoa học đến tìm hiểu trong hàng thập kỷ, nhưng bí mật đằng sau thì mãi vẫn chưa được tìm ra. Dù vậy thì mới đây, các chuyên gia có vẻ như đã tìm ra câu trả lời rồi. Những vụ truy tìm nguyên nhân gây ra màu sắc bí ẩn của tảng băng đã bắt đầu từ năm 1988 trong chuyến thám hiểm Nam Cực của người Australia. Khi ấy, nhà khoa học sông băng Stephen Warren từ Đại học Washington đã trèo lên một tảng băng xanh để có cái nhìn rõ ràng hơn. Thứ gây ngạc nhiên nhất không nằm ở màu sắc mà ở độ trong của nó. Bên trong không có bất kỳ bong bóng nào nổi lên, Warren cho biết. Những tảng băng bắt nguồn từ tuyết, và vì tuyết khi dồn quá nhiều sẽ trở nên quá nặng và nén lại, khiến không khí bên trong trở thành bong bóng. Và vì băng trôi có rất nhiều bong bóng nên màu sắc của chúng thường sáng nhưng mờ đục. Băng xanh lục thì khác, chúng không có bong bóng bên trong nên có thể không phải bắt nguồn từ các dòng sông băng như bình thường. Warren sau đó đã lấy một mẫu băng từ thềm băng Emery phía đông Nam Cực để so sánh. Kết quả băng xanh lục được tạo thành từ nước biển, không phải từ sông băng. Nhưng kể cả là băng tạo thành từ nước biển, thì thông thường chỉ có màu trắng hoặc xanh lam hoặc có sọc bên trong. Còn màu xanh lục như vậy là rất hiếm. Ban đầu, Warren nghĩ rằng nguyên nhân là do nước biển bị ô nhiễm, có thể chứa các hạt vi nhựa bên trong, hoặc xác động thực vật. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm, cả hai loại băng đều có chung thành phần hữu cơ bên trong. Và đến thời gian gần đây, Warren mới đưa ra được một ý tưởng khác. Mọi chuyện bắt nguồn từ nhà nghiên cứu hải dương học Laura Harris-Porakuro tại Đại học Tasmania, khi cô nhận ra lõi của thềm băng Emery có chứa hàm lượng sắt cao gấp 500 lần lớp băng phía trên. Warren lúc này mới nảy ra ý tưởng rằng phải chăng các oxit sắt đã biến một tảng băng màu xanh lam trở thành xanh lục? Và nếu đúng, lượng sắt ấy đến từ đâu khi đây vốn là một nguyên tố khá hiếm trên các đại dương? Ông cho rằng câu trả lời nằm ở cái gọi là bột băng, loại bột hình thành khi các tảng băng trôi trượt trên thềm băng. Các hạt băng giàu sắt vì thế đã chảy xuống các đại dương, trôi xuống dưới thềm băng và rồi hình thành băng trôi màu xanh lục. Nếu được xác nhận, đây là một phát hiện quan trọng để duy trì sự sống trên đại dương. Sắt là nguyên tố cần thiết đối với sinh vật sống. Nếu băng trôi đưa sắt từ Nam Cực xuống Nam Đại Dương thì đây là quá trình quan trọng với sinh vật biển. Sắt là nguyên tố dinh dưỡng cần cho phù du tại Nam Đại Dương, nên các chuyên gia hải dương học luôn phải theo dõi nguồn sắt trong nước biển tại đây, Warren cho biết. Các sinh vật phù du giống như lớp nền của chuỗi thức ăn tại vùng biển này. Chúng có thể quang hợp, loại bỏ CO2 ra khỏi nước nên cũng cực kỳ quan trọng với hệ sinh thái toàn cầu. Khi khí hậu nóng lên, băng tan ra quá nhiều cũng có nghĩa là băng trôi sẽ ít hơn và ít sắt được chuyển đến đây hơn. Để xác nhận giả thuyết, đội nghiên cứu đang thực hiện các phân tích kỹ càng hơn để đánh giá lượng carbon hòa tan theo độ sâu của nước cũng như nồng độ sắt trong đó. Trong tương lai, chúng ta sẽ có những nghiên cứu chính xác hơn và hãy chờ xem khoa học sẽ làm gì với nó.